Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 10 tháng 4, miền Bắc xuất hiện sương mù, riêng phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn trời nồm ẩm, còn phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Những khu vực này đều lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Ban ngày tăng từ 2 đến 3 độ so với hôm qua, mức cao nhất 25 độ phía nam của Bắc Trung Bộ 29 độ. Theo các chuyên gia khí tượng, thời tiết mưa phùn nồm ẩm ở phía Đông Bắc Bộ sẽ kéo dài khoảng từ 3 đến 4 ngày từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 4. Đối với các khu vực còn lại trên cả nước, ngày đều có nắng nhưng nhiệt độ có xu hướng hạ nhẹ từ 1 đến 2 độ so với những hôm trước, chỉ còn cao nhất ở 32 độ là ở Đà Nẵng đến Bình Thuận và 33 độ ở Tây Nguyên. Dương Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng từ hôm nay, nắng nóng diện rộng sẽ còn xảy ra ở miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Nắng nóng ở đây có khả năng kéo dài tới ngày 15 tháng 4. Tuy nhiên, những nơi này đều có thể có mưa rào và rông vào chiều tối và đêm.